Rồi hôm nay dạ hôm nay quán sẽ tiếp tục làm những cái phần bánh ngọt để đi phát cho những người cơ nhỡ ngoài đường. Trời hôm nay lại mưa nữa, bữa nay mấy tay chú quanh con quên rồi, 17 tây tháng 7. Sài Gòn lại đón những cơn mưa rất là bất chợt. Bây giờ mình sẽ làm thêm những cái phần bánh ngọt này, thì bây giờ có nhiêu làm nhiêu, rồi sẽ trừ dần dần ra. Hôm nay mình chắc là ít ha, khoảng 10 phần hả con. Bữa nay buổi tối trời mưa cho nên là buổi chiều hôm nay em chỉ còn khoảng 10 phần thôi, thì sẽ làm có bao nhiêu là bao nhiêu rồi trừ dần ra. Hôm nay người coi nhỏ sẽ không ra đường à. Có cái ca này cô quanh cái ca rót cho dễ. Nóng mà. Nó lắng xuống, để nãy giờ cái bột nó lắng xuống. Đó, nhờ mấy cô chú anh chị hướng dẫn họ coi clip rồi cái nói là nên cho bột vô một cái ca hay là cái gì đó nó có cái mỏ nhọn vậy nè, rót nó dễ thì cũng dễ, nhưng mà mình làm liên tục đó, nó nóng. Rót nó dễ nhưng mà mình làm liên tục nó nóng cái hơi hực lên vậy lắm. Dạ. Đó. Rồi, lấy nắp. Ở đây mình sẽ bỏ vô hộp. Lấy rau, lấy nước mắm gì đi. Để chị My biểu diễn. Cái hộp đằng này mua sâu lòng để ngon hơn đúng không? Bỏ cho đều đều cho đẹp đẹp đó. Cách cho hơn của đem cho. Ngay nước mắm với rau. Nước cốt dừa tôm xay. Cái khuôn này nó to lắm cho nên là đổ vừa vừa thôi, đổ dày quá nó không chín. Rồi sau nhiều quá rồi, thằng này nó đổ cho đầy khuôn mà là nó sẽ bị phình lên, nó trào ra tí. Còn bỏ thêm nước cốt dừa tôm vô cái nó dung lên, nó trào ra. Đây là chú Quanh là chuyên gia đổ bánh ngọt, bây giờ phỏng vấn chú Quanh nè. Giờ mà đổ 10.000 phần, 1.000 cho nó lộn xin lỗi, 1.000 phần bánh ngọt, chú Quanh làm nổi không? Làm từ sáng tới chiều làm không nổi luôn á.
Không, ý ý mình đang thử thách một ngày chứ còn chia ra thì nói làm cái gì. Trời ơi kìa. Bây giờ không phải làm hai mình có biết đi, mỗi người là 5 bếp. À, vậy mới đủ là một 1.000 phần, cho nên 1.000 phần bánh khọt này đó, cho nên là giờ 1.000 phần bánh khọt này mình sẽ chia nhỏ ra, mỗi lần mình sẽ làm chừng 100 mấy 200 phần, rồi mình sẽ cho bên chỗ máy ấm nè, hoặc là cho ở mấy cái gọi là nó ngã cho dầu rồi cô, gọi là cái viện dưỡng lão cho dầu nó ngã cái chừng đó nha. Coi chừng những cái viện dưỡng lão, rồi ở những cái tỉnh xá mà có mấy cô chú lớn tuổi á. Ghê không? Ghê không? Má tôi thấy ghê chưa? Ta đổi tiền bả mà bả nó không có, bả cũng đi vay. Bả đi vay nợ để cho người ta đổi nè. Quá tuyệt vời. Này. Này là hơi bị chiều khách rồi đó nha. Thấy người đẹp cái chiều quá rồi đó. Quanh là bên kia có chừng khác. Cố nhìn trong đại ca quá à. Ra hoài à. Nghệ nhân này có tính lắm nha, nghệ nhân bốn mắt cái là la liền đó. Đó. Tay cái là la rót bột vô bánh mà không vừa ý cũng la nữa đó. Ta không biết thì truyền đạt lại cho cho em Út đồ. Rồi giờ cái sạp này ai là nghệ nhân đâu, cô Quanh là nghệ nhân nè. Kỷ niệm mấy chục năm rồi, chia sẻ đi. Có 20 năm chứ nhiều. 20 năm đổ bánh xèo hả? Bánh xèo bánh khọt hả? Bây giờ tái diễn lại nữa. Ủa hồi xưa là cô Quanh bán bánh khọt hả? Chứ bán bánh xèo hả? Hồi đó bán bánh khọt. Bán hồi thời đó là có 2.000 dĩa. Wow, 10 cái. 2.000 dĩa 10 cái. Bây giờ là lên đây là 50.000 rồi đó. 20 năm hay mấy năm rồi còn gì nữa. Dạ. Giờ giật giá leo thang mà đâu có như hồi xưa. Đó cô Quanh đổ bánh khọt ở đâu? Ở bên hẻm 154 quận 8. Ở bán bên quận 8 ở đó luôn á. Đúng rồi, bán ngay chỗ bán nhà. Ở dưới quê chứ. Không. Ngay chỗ nhà cô ở ở bên cái chỗ con đi lấy đồ đó. Dạ. Lên đây mới bán mà. À. Dưới quê làm ruộng rẫy chứ đâu có bán. Bên đây còn thiếu cái tôm. Cực lắm, hồi đó đổ củi chứ không có đổ được bếp ga giờ đâu. Củi. Nhưng mà đổ bếp củi với bếp ga cái nào ngon? Bếp củi nó ngon nhưng bếp mà hồi đó đổ khuôn đất đó, chừng vài tháng là nó nứt cái khuôn rồi phải bỏ. À đúng rồi. Phải bỏ mua khuôn khác, mà mua về mình phải nấu đồ lâu lắm, nó đổ nó mới chốc chứ bộ. Dạ. Đúng rồi, cái khuôn đất hồi xưa con biết. Khuôn đất thì mình đổ nó không có bị cháy áp, nó lâu bị khét không. Dạ. Còn khuôn này nó cháy áp nên nó dễ bị cháy. Đứng lên chút. Nha. Không có tay để cầm nữa. Tháng này là tháng mưa của Sài Gòn cho nên là tháng mưa nè, bởi vậy mình đổ xong mà nếu mà trời mưa nhiều quá thì mấy cô chú cơ nhỏ người ta cũng trú mưa hết rồi, bởi làm ít ít thôi, bò đi phát từ từ thôi, tại vì bữa nay mình phát thấy trời mưa nên phát ít à. Rồi mai mốt nữa là mình làm là mình vô mình cho những cái máy ấm á, hoặc là những cái người mấy cô chú lớn tuổi ở viện dưỡng lão rồi nó bị úp luôn rồi. Nắp chiều, đẩy nắp lên chiều. Nè cầm đi, năm pha bột. Lật nó lại, bị úp xuống rồi. Hết bột hả ta? Này để coi, ông nghệ nhân ông rót nè.
Xong chưa? Để đưa đây. Nghệ nhân có. Hết bột luôn hả cô Quanh? Ừ. Rồi đủ một khuôn này. Bà bán dịch lộn hỏi cô còn mấy trứng, bà nói bà hết trứng rồi. Cũng đúng, trứng cô đem cô luộc ăn hết rồi. Thanh này sốc lắm. Quậy lên nha, có đổ quậy lên nha, bột mới mới pha. Bữa nay chú bé lắp chắc này đi học nên không đi phát bánh khọt được. Bye bye. Công việc phát bánh khọt sẽ để lại cho chú Quanh. Quanh đi không? Bỏ vậy. Ok, bỏ liền, từ đừng hói. Bye bye. Đi học vũ đạo. Nó đi đường nó không thèm đeo cái khẩu trang vô nữa không? Ông mới chửi con nữa cô Quanh. Mà con có làm cái gì đâu à? Con dở cái nắp dung lên cái mồ hôi á, không có, cái mồ hôi con sợ nó nhiễu vô chân chú Quanh. Cái con mới đưa vô trong cái mâm dầu nè. Cái nước nó gặp dầu cái nó bắn tung tóe lên ha. Vậy mà chửi nhỏ. Cái này như chính. Tao không lấy cái nắp sáng vô đầu con đi. Chửi làm chi? Buồn muốn chết. Hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu học rồi. Vậy là bữa nay sẽ được 16 thì chắc là một cái này là hai mâm hả? Hai phần. Cái đó là đâu có đầy đâu, cái đó là đầy cái đó. 16 thì là 17, 18, 19 chắc khoảng 20, 20. My ơi, vô rau được nhiêu bệt? Vô rau được nhiêu phần? 21 phần đó. Đúng rồi. Hai bốn sáu tám mười mười hai mười bốn mười sáu mười bảy mười tám nè, với ba hộp ba phần mới vừa cho là 21. Còn 18, 21, 21 trừ 3 còn 18. Mười hai, mười ba. Dư rồi hả? Ủa thiếu chứ, 18 mới đủ. An Như Dương, Phạm Ngọc Thạch lên đi về Hồng Bàng á hả? Ở đó là hướng công viên rồi, công viên là người ta đi tập thể dục nhiều. À, hôm nay nó bảo hiểm bạn. Trời ơi. Trời ơi, đi làm từ thiện người ta công an vẫn bắt như thường nha. Thì đó, bởi vậy. Vậy là bữa nay được 21 phần mà mình đã cho trước là 3 phần là ở đây còn 18. Ê, lấy công viên ràng xuống. Gì? Mua muối tiêu à? Má Thanh ơi, má để con hủ muối tiêu chút về trả tiền, con gặp tiền ngày mai tính. Hủ nhỏ có hủ lớn luôn hả? Rau răm hả? Mẹ ba cái gì má ơi, má có còn rau răm cho con ít luôn. Rồi để đó đi. Dạ. Rau răm con ăn. Dạ hai phần.
rồi rồi tốt, lưu lưu lên tí. Let's go. Đưa cho cô quanh giùm con đi. Nè. Gửi tặng cho cô một phần bánh cọp. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Chú kia đi mất tiêu rồi. Vẫn tiếp tục hành trình đi phát bánh cọt cho những cô chú bán vé số hoặc là những người con nhỏ. Hôm nay mình chỉ có trên 20 phần thôi, cho nên là chắc cũng phát lẹ. Trời cũng đang mưa lâm râm nữa nha mọi người. Giờ này là 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Do mình làm sớm á, mình sợ là trễ quá thì khuya quá trời mưa lớn. Xuống không đi xuống Hùng Dương cung đường này bữa đi rồi. Tí chạy một vòng vô chợ An Đông đi, chợ An Đông hồi lúc trước người ta ở cũng nhiều, người ta cũng tập trung về đó nhiều. Được rồi, quá đậu chí. Rồi, ở đây ta xuống ta đi ngược lại, quay đầu vòng vòng nữa. Chú, con gửi cho chú một phần bánh khọ. Dạ. Ra hướng kia kìa, có con chú. Chú ơi, gửi chú một phần bánh cọt. Dạ, cảm ơn chú. Bên kia có người ngồi lên nhóc đó nè. Hôm nay chắc xịn quá. Không biết đường ăn không trời. Để cho ông cái loại không có rau á. Trong phần của em bé đi. Móc bên này nha. Dạ gửi cho chú. Dạ dạ được rồi, rồi cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Thì cái cô trên nhà nha. Bà ơi, con gửi tặng cho bà một phần bánh cọt. Dạ, bánh cọt miền Tây. Bánh cọt các bạn. Dạ. Đây là An Đông Plaza. Tâm thương mại.
để ra ngoài hướng Hùng Vương và chạy thẳng xuống Tân Nghĩa, Tân Lan. Giờ này người ta chưa có về đây, phải tối tối. Thằng chú này phòng. Chú ơi. Giờ đây, đây lên vô không được. Con gửi chú một phần bánh. Dạ. Đây. Bé ơi ăn bánh khọt không con? Bé gửi tặng một phần quà nè. Chắc khỏi lấy rau đi. Bánh á. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi. Chắc cô giữ xe trong đây. Bãi xe lớn này chắc là cô khổ rồi. Cứ đi làm chương trình cứ hay quen tặng phần quà, giờ cho bánh cái gặp ta cũng là tặng phần quà. Này thì Diễm bệnh nghề nghiệp. Hồi xưa là em đi làm quảng cáo đó mọi người, cho nên là khi mà em đi làm cái chương trình khuyến mãi á, nên là hay có quà tặng. Rồi con gửi cho chú một phần bánh. Dạ cảm ơn chú. Bánh khọt chú. Dạ gửi cho chú. Dạ. Ở trong cái khu nhà thờ này có không ta? Này là mấy chú xe ôm. Để chuyến sau này chuẩn bị cho, là tại vì mình chưa có ấy. Nè cho chỉ một phần với bé một phần đi, hai phần. Rồi cho bé một phần không có rau. Nó thấy cưng hay quẹo xuống ngô quyền không? Kiếm cái chỗ nào ấm hơn, có cái xô da chai đang lên kìa. Biết cô có quẹo ra không? Hả? À, chạy theo không? Dí. Đây đây, lấy trước đi. Chị ơi, em gửi. Dạ, cảm ơn chị. Nên kêu quẹo xuống cũng được.
ngắn à, cái chú này nè. Dạ gửi tặng cho chú. Cái này đồ ăn bánh khọt. Bánh khọt. Bánh khọt. Bánh gì? Bánh khọt. Bánh khọt. Như vậy bánh giống như bánh xèo vậy đó. Chú không biết. Dạ. Chú mắm á chú. Ủa sao bánh khọt lại xa lạ với nhiều người vậy? Kìa có ông chú đi qua đường nữa kìa. Ông này ăn đi lên. Đâu? Ông này ăn trước mặt mình đó. Bên kia đường có cái chị kia ngồi với cái xe lăn kìa. Chú, con gửi cho chú hộp bánh. Dạ. Cô ơi, gửi cho con hộp bánh. Ủa cô đi đây với ai? À bán vé số trong kia hả? Cho cô thêm hộp nữa nha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Rồi, hết chưa? Rồi, vậy là mình đã vừa cho xong 21 phần bánh khọt. Bây giờ đi về nhà thôi, hoàn thành rồi. Hoàn thành sứ mệnh. Mấy cái bữa mà trời mưa vậy đi kiếm người để mà cho đó, thì nó hơi bị cực. Chứ còn nếu mà trời bình thường mà không có mưa đó, đi đông lắm. Rồi, bye bye mọi người nha. Kết thúc clip ở đây nha.